từ đại bi quốc độ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi quốc độ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia nam mô a di đà và lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tát đỏ bà gia ma ha tát đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca giáng tát bằng đạo phật về sổ đắc na đắc đỏ nam mô tất kiết lực đỏ y mong a di đà và lô kiết đế thức phật ra lăng đà bà nam mô na ra cần trì hệ rị ma ha bằng đại sa mê tát bà tha độ du bằng a thời dân tát bà tát nam ma bà dạ ma phật đặt đầu đắc địa khá nga bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hệ rị ma ha bồ đề tát đỏ tát bà ma ra ma hê ma hê đi đại dân câu lô kiết mong độ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa đi ni tát phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra một đây lại di hệ tát na la sâm phật la sa lợi một sâm một la sa gia u rô ma ra u rô đi ta ra tát đệ tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cần trì địa đi sắc ni na ba dạo ma na ta bà ha tất đại gia ta bà ha tất đại du nghệ tất bà đại gia ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một cái gia ta bà ma tất đại gia ta bà ha giả kiết ra tất đại gia ta bà ha ba đà mấy tất đại gia ta bà ha nam mô hắc ra na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô quốc đế thức bạn ra gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha nguyện xin đức quán thế âm bồ tát đại đại soi xét xin ban phước lành chánh cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an nam mô a di đà phật nguyện xin đức quán thế âm bồ tát xin từ bi gia hộ ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc nguyện xin độ cho ba con được những năm mười tháng vui và đẹp bụi những tháng mười tháng đẹp bụi tháng mười thứ tháng mười thứ tháng mười tháng mười bình tháng lập tháng thập phương phượng nguyện xin độ cho Phùng Thị Tươi, Vương Thị Xuân, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Pháp Danh Ngọc Nhung, Lê Thị Thúy Nga, sinh ngoài 976, tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát xin ban phước lành ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con ai xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo luôn được bình an làm ăn luôn gặp nhiều điều may mắn tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nam mô a di đà phật nguyện xin đức quán thế âm ban phước lành độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam mô a di đà phật. Giác Lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay Giác Lợi lại tiếp tục đi thành phố. Giác Lợi thỉnh dừa trầu cao về miếu kính lễ dân lễ xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em. Biết đâu đó cái phước đức nhân duyên cái lộc Giác Lợi có cái duyên lành. Giác Lợi cũng nguyện xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ Giác Lợi vô Giác Lợi xin lộc bà cho bà con ha. Giác Lợi tụng chú đại bi. Giác Lợi nguyện là đi miếu nào cũng vậy, Giác Lợi cũng tụng chú đại bi. Nếu mà có đức tượng của Quan Thế Âm thì Giác Lợi tụng chú đại bi, còn nếu không có thì Giác Lợi sẽ tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là cái lời phát nguyện của Giác Lợi ha. Hôm nay Giác Lợi có xin cái lộc. Giác Lợi nãy Giác Lợi đảnh lễ bà rồi thì Giác Lợi có xin cái lộc một nén hương số và Giác Lợi xin chư thần chư thánh chư vị thần linh cũng một nén hương số. Giác Lợi đảnh lễ rồi, Giác Lợi nguyện rồi, Giác Lợi xin nén hương số, rồi Giác Lợi xịt nước hoa cúng dường, rồi Giác Lợi thành tâm, Giác Lợi sẽ đón nhận nén hương số ha. Nén hương số trái chưa có hết, Giác Lợi cũng nguyện niệm biến Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ năm mẹ ngũ hành, con cúi đầu đảnh lễ các vị long thần long thiên hộ miếu. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự Giác Lợi từ Tiền Giang lên. Con pháp danh Nguyên Vũ thành tâm hôm nay con cũng thành tâm thỉnh trầu cao trái cây dầu lưu ly về miếu để kính lên trước án kính lễ trả lễ nguyện xin ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm nguyện niệm một biến Bát Nhã Tâm Kinh nguyện đem công đức hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xa lợi tử thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhận nhị tị tuyệt thân ý vô sắc tinh đương diệt xuất pháp vô nhận giới nảy trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nảy trí vô lậu tử diệt vô lậu tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tất đói bất nhã ba la mật đa cố tâm vô quấy ngại cố vô hữu khủng bố diện ly điên đạo mộng tưởng của cánh niết bàn tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc a nậu đa la tam biểu tam bồ đề của ti Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trợ nhất thiết khổ ác chân thiệt bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú thức thiết chú giết đê đê bà la tăng đê bồ đề tát bà ha
đây bà lại tăng ít đây bồ đề tát bà hai ít đây đây bà lại đây bà la tăng ít đây bồ đề tát bà hai nam mô a di đà bà gia đa tha giả đa giả đa di gia tha a di đi đâu bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa và a di ni và già na chỉ đa ca lợi ta bà hai nam mô a di đà bà gia đa tha giả đa giả đa di gia tha a di đi đâu bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa và a di ni và già na chỉ đa ca lợi ta bà hai nam mô a di đà bà gia đa tha giả đa giả đa di gia tha a di đi đâu bà tỳ a di đi đa tất đa mà tại a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa và a di ni và già na chỉ đa ca lợi ta bà ha nam mô a di đà phật nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà năm mẹ ngũ hành nguyện xin năm mẹ ngũ hành ban phước lộc độ cho bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ ai xem kênh ai bị phạm thái tuế thấy được kim thân của năm mẹ ngũ hành con cũng nguyện xin năm mẹ ngũ hành điểm chỉ độ ban cho bà con chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không con pháp danh nguyên dụ pháp tự giác lợi với lòng thành kính nguyện xin năm mẹ ngũ hành độ cho con có duyên lành hằng ngày con đi sinh lộc đều về trúng ngày trúng giờ con có lỗi lầm gì là do con lỡ dại kiếp xưa đường con đi còn nhiều tâm tối con nguyện xin năm mẹ ngũ hành chỉ lối cho con nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật rồi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay giác lợi về miếu, giác lợi có thỉnh trầu cao dừa về miếu để phụng sự tam bảo, kính lên trước án thành tâm kính lễ dân lễ trả lễ. Hôm nay giác lợi có xin năm mẹ ngũ hành một nén hương số và xin chư thần chư thánh chư vị thần linh chư vị thần địa thần tài ông bà đất đai nhân trạch ông bà binh gia binh tướng của bà cũng một nén hương số. Mà bây giờ trái chưa có hết ha, để giác lợi cho quay cho bà con xem rồi chút xíu nữa nén hương số trái hết rồi giác lợi sẽ đón nhận cho bà con ha. Cao giác lợi đi xin cầu kiển mà con xin cầu kiển chứ cao bây giờ Trung Quốc nó mua 100.000 một ký một trái cao quay lớn nhà cao thường bình thường mình nó bán 10.000 trái mà không có cao để bán luôn cho nên là giác lợi đi xin cầu kiển giác lợi vô khu công nghiệp á giác lợi vô khu công nghiệp ta trồng kìa cao kiển để ta làm đường đi cho đẹp á cái giác lợi vô giác lợi xin xin nguyên buồn luôn, xin nguyên buồn cho nên là cao kiển, cao hơi non non, cao hơi non non, ha, cao hơi non non, cao hơi non non. Rồi cái nén hương số của bà độ ban cho nè bà con câu trước ha, nén hương số của bà là số 03203 cho ngày thứ hai đầu tuần, ngày 21 tháng 10 thì năm 2024 âm lịch là ngày 19, âm lịch là ngày 19 tháng 9. Con cũng xin năm mẹ ngũ hành độ cho nén hương số là 03 203 03. Bà con sao nén hương số xăm cũng vậy, bà con nhớ tham khảo có âm có dương dùm cho giác lợi nha. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ tham khảo có âm có dương dùm cho giác lợi. Nam mô A Di Đà Phật, và giác lợi sẽ sáng thứ giác lợi sẽ xin cái lọc trực tháng thứ hai, giác lợi sẽ xin cái lọc trực tiếp cho bà con cô bác trên kênh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay giác lợi thành tâm xin cái lọc trước, rồi giác lợi úp cua déo lên, rồi giác sáng thứ hai giác lợi sẽ thành tâm xin cái lọc trực tiếp cho của bà, cho bà con của bác anh chị em tham khảo cho ngày thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Anh chị em nào thích tham khảo trực tiếp thì có tham khảo trực tiếp ha. Hôm nay giác lợi xin được nén hương số là 03 203 nha bà con ha, 203 nha, 203 nha bà con cô bác anh chị em nhớ nha, 203. Nén hương số ở dưới chưa có, chút xíu nữa có nén hương số rồi giác lợi thành tâm giác lợi xin cho bà con cô bác anh chị em nha. Nam mô A Di Đà Phật, 203 để giác lợi xịt nước hoa cúng dường một lần nữa rồi cái là giác lợi đón nhận nén hương số ở dưới ha. Nén hương số chưa gì lên A Di Đà Phật 203 nha bà con ha, 203 ha. Hôm nay giác lợi thành tâm dâng lễ kính lễ năm mẹ ngũ hành sẽ độ cho bà con cô bác anh chị em 203 nha. Cái nén hương số dưới trái chiều hết chút xíu nữa giác lại sẽ đón nhận cho bà con xem nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xíu nữa để giác lại tạm ngừng máy xíu đi. Tại thành tâm xin đón nhận cho nén hương số cho bà con ha. Nén hương số của chư thần chư thánh chư vị thần linh độ là số 70 270 203. Bà con nhớ nhớ sầm thì có âm có dương, đến hương số cũng vậy có âm có dương nha bà con ha. 270 thì bà con nhớ lót 207, 203 thì bà con nhớ lót 230 dùng cho giác lợi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Hai ha. Giác lợi
Ngày sinh nén hương số là 270 ha, 270 ngày thứ hai, ngày 21 tháng 10, 270 nha bà con ha. Còn nén hương số của năm mẹ ngũ hành đậu ban cho là 03203 thì bà con cô bác anh chị em cũng nên nhớ lót là 230 dùm cho nhắc lại ha, nhớ lót 230 dùm cho nhắc lại nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật, nhắc lại thành tâm nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi. Nguyện xin bà độ cho bà con ha. Hôm nay giác lợi nguyện đem công đức và phụng sự Tam Bảo, thỉnh dầu lưu ly cũng như là thỉnh trầu cao, dừa trái cây đầu trúng trả lễ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác xem kênh thân tâm thường an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cầu cho bà con cô bác anh chị em ngày thứ hai đầu tuần đều được cái lộc lớn, về rực rỡ, về đầu, về đặc biệt, về trong lô, để cho bà con cô bác anh chị em ở trên kênh ai cũng được cái lộc mỹ mãn ngày thứ hai đầu tuần. Vạn sự khởi đầu nan 203, nhớ bà con nhớ nha, 203 203 nha, 203 là lọt lại 230 dùm cho dắt lại 0330 nhớ nha. Còn ở dưới này 270 thì nhớ lót 207 dùm cho dắt lại ha, 207 270 nha, nhớ nha bà con cô bác anh chị em ha. 207 thì 270 nhớ lót 207 nha, 207 thì nhớ lót 270 dùm cho dắt lại ha. Còn ở trên đây 203 thì nhớ lót 230. Nam Mô A Di Đà Phật, rồi dắt lại kính chúc tất cả bà con an lạc ha. Mong rằng bà con có cái lộc lớn ngày đầu tuần, thì bà con cô bác anh chị em nào có cái lộc lớn, có ủng hộ dắt lại trả lễ thì dắt lại xin chân thành cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện xin ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh. Dắt lại từ ở dưới Tiền Giang, dắt lại về thành phố, dắt lại xin cái lộc cho bà con. Chúc tất cả bà con cô bác anh chị em luôn được niềm vui an lạc, được nhiều niềm vui an lạc ngày thứ hai đầu tuần, may mắn thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống trong ngày thứ hai đầu tuần. Bà con nhớ cặp lộc ha, 270, 230, 203, 207 gì đó nha, nhớ nha. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào tạm biệt.